Đã hơn 3 tháng kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát, bắt đầu từ vụ tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Mặc dù thời gian đã trôi qua, nhưng tiếng súng và giao tranh vẫn chưa thể dừng lại. Cư dân tại vùng đất Gaza đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng sau khi Israel quyết định đưa quân vào khu vực này, gây ra tình trạng căng thẳng và khó khăn cho người dân. Đáng lo ngại hơn, nguy cơ cuộc xung đột không chỉ giới hạn ở khu vực dải Gaza mà còn có khả năng lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông, làm dấy lên về một cuộc đối đầu lớn hơn, kéo theo hậu quả nghiêm trọng thậm chí lan ra khắp Trung Đông. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Cuối tháng 10 năm 2023, quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 600 mục tiêu của lực lượng Hamas trong vài ngày qua, tiêu diệt hàng chục tay súng cố thủ trong các tòa nhà và đường hầm. Trong khi đó, truyền thông Palestine đưa tin các cuộc không kích của Israel nhằm vào các khu vực gần bệnh viện Al-Shifa và Al-Quds ở dải Gaza, còn các tay súng Palestine đã đụng độ với lực lượng Israel ở khu vực biên giới phía đông của thành phố Khan Yunis, phía nam dải Gaza. Các quan chức y tế ở dải Gaza cho biết ít nhất 20 người Palestine đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương khi lực lượng bộ binh của Israel tiến vào dải Gaza từ nhiều hướng trong đêm 29 tháng 10. Theo nhiều người dân ở dải Gaza, họ nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ suốt đêm. Lực lượng Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad thì cho biết đã giao tranh với quân đội Israel ở dải Gaza cũng như thành phố Jenin ở bờ Tây. Hiện Israel đã mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ, toàn bộ khu vực miền Bắc dải Gaza giờ trở thành chiến trường. Cùng với chiến dịch oanh tạc từ trên không, quân đội Israel thông báo đã gia tăng quân số và thọc sâu hơn vào dải Gaza, đồng thời công bố các đoạn video cho thấy các đoàn xe tăng Merkava đang tham chiến tại vùng lãnh thổ. Trong một diễn biến liên quan, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo ghi nhận 10 vụ phóng tên lửa từ Liban vào lãnh thổ Israel trong ngày 29 tháng 1 và IDF đang tấn công đáp trả. Cùng ngày, lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái của Israel ở miền nam Liban bằng tên lửa đất đối không. Đây là lần đầu tiên Hezbollah tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái của Israel. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết Israel đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa nhằm vào một số khu vực ở tỉnh Dara, miền nam Syria để đáp trả cáo buộc bắn tên lửa từ Syria. Giao tranh gia tăng đồng thời trên cả ba mặt trận mà quân đội Israel đang triển khai, khiến dư luận khu vực lo ngại xung đột có nguy cơ lan rộng ra toàn Trung Đông. Nhà Trắng trước đó thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhấn mạnh sự cần thiết của Israel trong việc bảo vệ dân thường. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian và người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud cũng đã có cuộc điện đàm, trong đó nhấn mạnh phải thực hiện các hành động cấp khu vực và quốc tế để ngăn chặn ngay lập tức các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường ở dải Gaza. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre lên án tình hình nhân đạo thảm khốc ở dải Gaza, nhấn mạnh gần một nửa trong số hàng ngàn người thiệt mạng là trẻ em. Thủ tướng Na Uy cũng nhận định Israel có quyền tự vệ và rất khó khăn để phòng thủ trước các cuộc tấn công từ một khu vực đông dân cư như Gaza, đồng thời chỉ trích việc tên lửa vẫn đang được phóng từ Gaza vào Israel. Kể từ khi Israel mở chiến dịch quân sự ở dải Gaza để trả đũa các vụ tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel, lực lượng Houthi ở Yemen đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ, nhằm thể hiện đoàn kết với người Palestine. Thông tin ghi nhận từ báo điện tử Đảng Cộng sản. Những cuộc tấn công của các tay súng Houthi ở ngoài khơi bờ biển Yemen làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại hàng hải quốc tế đi qua Biển Đỏ và dấy lên nguy cơ xung đột ở dải Gaza lan rộng ra toàn khu vực. Trước đó, Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhiều mục tiêu Houthi trên khắp đất nước Yemen. Đây là những phản ứng đầu tiên của quân đội Mỹ nhằm đáp trả chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ kể từ khi xung đột nổ ra ở Gaza. Các vụ tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ đã khiến nhiều hãng vận tải lớn quyết định để các tàu của hãng tạm dừng di chuyển qua Biển Đỏ và thay đổi lộ trình di chuyển theo tuyến đường dài hơn qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi Israel dừng xung đột ở dải Gaza, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các tàu chiến Mỹ nếu Houthi trở thành mục tiêu tấn công. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thương mại di chuyển qua Biển Đỏ cũng đã làm tăng đáng kể rủi ro cho các công ty vận tải biển cũng như làm gia tăng mối lo ngại về an ninh. Biển Đỏ là một trong những tuyến đường thương mại lớn nhất trên thế giới. Các chuyên gia phân tích cho biết chi phí vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ đã tăng mạnh kể từ khi lực lượng Houthi ở Yemen bắt đầu tấn công các tàu thương mại ở vùng biển này vào cuối tháng 11 năm 2023 và sự gián đoạn kéo dài trong hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ có thể đẩy lạm phát lên cao trên toàn cầu.
ngày 10 tháng 1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lên án, đồng thời yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Giải Gaza tiếp tục hứng chịu các cuộc ném bom dữ dội, dẫn đến thương vong đáng kể và phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Tình hình đã dẫn đến sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lực y tế. Các bệnh viện chỉ đáp ứng được 1/5 trong số 5.000 giường cần thiết để phục vụ cho nhu cầu cấp cứu ở Gaza. Bên cạnh đó, hơn 3/4 trong số 77 trung tâm y tế ban đầu không còn hoạt động, khiến nhiều nơi không có các dịch vụ y tế cơ bản. Cuộc khủng hoảng ở Gaza cũng đang tác động đến những người mắc bệnh mãn tính và sức khỏe tâm thần. Theo số liệu thống kê từ người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 350.000 người mắc bệnh mãn tính và khoảng 485.000 người bị rối loạn sức khỏe tâm thần đang bị gián đoạn điều trị ở Gaza. Cuộc xung đột tiếp diễn 3 tháng qua giữa Israel và phong trào Hamas đã khiến khoảng 1,9 triệu người Gaza phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều người phải đối mặt với nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm do điều kiện sống kém, tình trạng quá tải ở các nơi tạm trú và bị hạn chế khả năng tiếp cận với nước, các cơ sở vệ sinh. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ nỗi kinh hoàng trước báo cáo từ Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine về một cuộc tấn công của Israel nhằm vào một trong những xe cứu thương của họ đã giết chết 4 nhân viên y tế và 2 bệnh nhân. Qua đó, người đứng đầu WHO kêu gọi chấm dứt bạo lực cũng như các cuộc tấn công vào nhân viên y tế và dân thường ở Gaza. Tại một cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mạnh mẽ phát biểu quyền của người dân Palestine xây dựng nhà nước hoàn toàn độc lập của riêng mình phải được tất cả mọi người công nhận. Ông cho rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất thoát khỏi vòng xoáy vô tận của sợ hãi, hận thù và bạo lực, đồng thời cho biết thêm đó là cách duy nhất để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người Israel và người Palestine. Theo ông Guterres, việc thay thế giải pháp một nhà nước với một số lượng lớn người Palestine ở bên trong mà không có bất kỳ ý thức thực sự nào về tự do, quyền lợi và phẩm giá sẽ là điều không thể tưởng tượng được. Ông Guterres cũng cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột ở khu vực Trung Đông đang trở thành hiện thực với Liban, Yemen, Syria, Iraq và Pakistan đều đã khai hỏa. Đồng thời kêu gọi tất cả các bên rút lui khỏi bờ vực chiến tranh và xem xét chi tiêu hợp lý, tránh đổ tiền vào làm cuộc chiến rộng lớn hơn. Việc ông Netanyahu từ chối công nhận nhà nước Palestine trong bất kỳ kịch bản hậu chiến nào đã tạo ra một sự rạn nứt với đồng minh thân cận nhất của Israel là Mỹ. Washington cho rằng cuộc chiến phải dẫn đến các cuộc đàm phán về giải pháp hai nhà nước, nơi Israel và người Palestine có thể sống cạnh nhau trong hòa bình. Tổng thư ký Guterres cũng lặp lại lời kêu gọi lâu dài về một lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa Israel và Hamas, vốn nhận được sự ủng hộ áp đảo của toàn cầu. Nhưng đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan một lần nữa bác bỏ lệnh ngừng bắn, nói rằng Hamas đã thực hiện cuộc tấn công tàn bạo vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và việc ngừng chiến đấu sẽ cho phép các tay súng tập hợp lại và tái vũ trang. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.